Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình du lịch bốn phương. Các bạn ơi, mùa hè đã đến rồi, không biết các bạn đã lựa chọn được địa điểm du lịch nào chưa? Nếu chưa thì hãy để Bảo Huynh gợi ý nhé. Đó chính là Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh là một trong những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam, có sức hút đặc biệt với du khách trong và ngoài nước. Khi đến đây, chắc chắn bạn sẽ rất ấn tượng bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở đảo Tân Châu, hòn Trung Mái, Động Thiên Cung và nhiều hòn đảo khác nữa. Vịnh Hạ Long không chỉ có cảnh đẹp, trò chơi vui nhộn hấp dẫn mà còn có những món ăn ngon mà du khách sẽ không thể bỏ qua như bánh bạch tuộc, bánh canh há, sò huế, ốc hương. Đặc biệt khi ghé thăm nơi đây, bạn nhất định phải một lần thưởng thức món bún tôm thơm ngon, hấp dẫn. Bảo Hoan tin chắc rằng nếu là một tín đồ của du lịch thì các bạn nên đến Vịnh Hạ Long ngay trong mùa hè này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!